Ấn tượng với BBCA thì em có mấy cái ấn tượng như sau ạ. Một là cái con đường mà hôm qua thì em thấy thầy nói là đến cái giai đoạn là phải giải phóng lãnh đạo, mà chúng ta phải đo được cái quãng đường là như bên thầy là bảo là đo được là tự cái công ty mình tự động hóa được đến đâu rồi đấy, thì là em thấy là thật sự là ấn tượng cái vấn đề đấy. Thì em sẽ về nhà là thế nào để xem nó giải phóng được cái công ty mình, giải phóng được mình được bao nhiêu phần trăm rồi. Đấy là cái mà thực sự em rất ấn tượng với đấy. Cái thứ hai ở đây là cái quy trình là tài sản. Thì chia sẻ với thầy là bên em thì là có, cũng có quy trình rồi, nhưng mà thật sự là xây rất là khó. Xây đến phải đến hàng năm nay rồi mà vẫn chưa xong. Thì hôm nay lên gặp thầy cái cách triển khai đấy thì khả năng nó sẽ dễ hơn. Với lại cái cuối cùng là cái kế hoạch thật là chi tiết. Thì bên em thì cái quy trình ấy, nhưng mà cái phần chi tiết thì nó chưa được chuẩn lắm. Thì khi lên đây thấy được là cái quy trình phải làm như nào và cần phải thực sự là rất là chi tiết để giúp cho anh em trong công ty nó dễ dàng hơn. Ở đây là có ba cái bài học mà em học được ở bên BBCA. Xin chân thành cảm ơn.